Trong thời gian qua, một số hộ dân tái định cư đã phản ánh vấn đề chi trả chính sách đền bù tái định cư thủy điện Bản Chát. Để hiểu rõ hơn về thực hiện chính sách này, nhóm phóng viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Tân Uyên. Qua phản ánh của một vài người dân, xin đồng chí cho biết cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ và di dân tái định cư thủy điện Bản Chát trên địa bàn huyện Tân Uyên được áp dụng theo quy định tại văn bản nào? Cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ và di dân tái định cư thủy điện Bản Chát trên địa bàn huyện Tân Uyên được thực hiện theo quyết định số 02 ngày 9 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La. Vậy tại sao lại thực hiện theo quyết định số 02 năm 2007? Chúng tôi căn cứ vào các văn bản hướng dẫn sau. Thứ nhất, công văn số 2096 ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế chính sách về di dân tái định cư các công trình thủy điện Bản Chát, Hội Quảng như dự án thủy điện Sơn La. Thứ hai, quyết định số 834 ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án thủy điện Bản Chát tại điểm A mục 4 điều 1 cho phép các chủ đầu tư áp dụng cơ chế quản lý và chính sách bồi thường, hỗ trợ và di dân dự án thủy điện Bản Chát như dự án thủy điện Sơn La. Thứ ba là quyết định số 2038 ngày 5 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Bản Chát tại mục 1 điều 2 cho phép các chủ đầu tư áp dụng cơ chế quản lý và chính sách bồi thường, hỗ trợ và di dân dự án thủy điện Bản Chát như dự án thủy điện Sơn La. Theo một số ý kiến thì bảng dự toán không có chữ ký xác nhận của các bên, xin đồng chí cho biết ạ. Bảng dự toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư hợp lệ đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phải có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia, bao gồm thứ nhất là chủ hộ, thứ hai là trưởng bản, thứ ba là đại diện Ủy ban dân xã, thứ tư là đại diện Ban Quản lý Dự án huyện. Chúng tôi khẳng định rằng hồ sơ lưu tại ban của toàn bộ các hộ dân tái định cư thủy điện Bản Chát trên địa bàn huyện Tân Uyên đều có đầy đủ chữ ký của các bên tham gia như trên. Vâng, thưa đồng chí, vì sao không thực hiện theo điều 22 hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm của Nghị định số 69 ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ ạ? Năm 2012, sau khi có ý kiến kiến nghị của người dân tái định cư, thì ngày 2 tháng 2, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành công văn số 65 đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tính chi phí hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm thực hiện theo Nghị định số 69 ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ. Sau khi nhận được đề nghị của Ủy ban dân tỉnh và các ý kiến tham gia của các bộ, ngành, ngày 13 tháng 4, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 2526 nêu rõ ý kiến của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban dân tỉnh thực hiện việc chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy điện Hội Quảng Bản Chát theo quy định tại quyết định số 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Xin đồng chí cho biết việc áp dụng bồi thường, hỗ trợ sản xuất được áp dụng theo quyết định nào? Hỗ trợ sản xuất thì được quy định tại quyết định số 1606 ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban dân tỉnh. Cụ thể là mức hỗ trợ được quy định tại mục 1 điều 2, hộ có một người thì được hỗ trợ 7 triệu, hộ có nhiều người thì từ người thứ hai trở lên mỗi người tăng thêm thì được hỗ trợ 3 triệu. Nhân khẩu được hỗ trợ sản xuất của hộ tái định cư là nhân khẩu hợp pháp, được công an huyện xác nhận và được Ủy ban dân huyện phê duyệt tại thời điểm hỗ trợ. Vâng, đồng chí cho biết một số người dân phản ánh trong di dân bồi thường tái định cư thủy điện Bản Chát trên địa bàn huyện Tân Uyên có một số công trình chi khống. Các dự án thành phần thuộc dự án thủy điện Bản Chát trên địa bàn huyện Tân Uyên, Ủy ban dân huyện đều giao cho Ban Quản lý Dự án huyện quản lý điều hành dự án, căn cứ vào quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt. Dựa trên quy hoạch tổng thể phê duyệt của Thủ tướng, Ban Quản lý Dự án tham mưu cho Ủy ban huyện thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo theo đúng các quy định. Việc phản ánh của một vài hộ dân trên là không đúng sự thật. Cụ thể, thứ nhất, đường tránh ngập khu tái định cư Nậm Cần được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 338 ngày 27 tháng 3 năm 2009 với quy mô là đường giao thông nông thôn A, chiều dài là 5 km,
đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng vào ngày 9 tháng 6 năm 2011, đảm bảo quy mô và chiều dài theo đúng phê duyệt của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, thì tuyến đường vẫn đang được khai thác sử dụng phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Thứ hai, đối với 04 công trình nghĩa địa thuộc khu tái định cư Tà Mít gồm nghĩa địa điểm tái định cư Khăn Nội thuộc xã Nậm Sỏ, nghĩa địa điểm tái định cư Ít Chom Dưới, nghĩa địa điểm tái định cư Lồng Thàng và nghĩa địa điểm tái định cư Hủy Pá Hịa thuộc xã Tà Mít. Chi phí đầu tư các công trình nghĩa địa này đều là chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ nhân dân tái định cư, bao gồm cổng, hàng rào, dây thép gai và không có chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, nên việc phản ánh là không biết chi cho ai là không đúng với bản chất của dự án. Hiện tại các công trình nghĩa địa đều đang được sử dụng. Thứ ba là chi khống điểm tái định cư Phiêng Bay và điểm tái định cư Hô Puông. Đối với khu tái định cư Nậm Cần, ngoài thực hiện bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện tái định cư, còn thực hiện bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân sở tại để thu hồi đất để làm mặt bằng bố trí tái định cư, xây dựng các công trình công cộng, các diện tích đất thuộc vùng ngập lòng hồ thuộc các bản Phiêng Bay và Nà Phát. Ban đã không thực hiện bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân của bản Hô Puông do không bị ảnh hưởng bởi thủy điện Bản Chát. Thứ tư, dự án trường trung học cơ sở khu tái định cư Vắc Ta đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1031 ngày 7 tháng 9 năm 2011 với quy mô gồm nhà lớp học, nhà bán trú, nhà ở giáo viên, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ. Đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng vào tháng 3 năm 2013. Hiện tại công trình vẫn đang được sử dụng hiệu quả, phát huy tốt công năng của dự án. Các em học sinh thuộc bản tái định cư được đưa dưỡng ở bán trú thì các em được ăn ở học tập ở tại nhà trường. Thì sau khi được ăn ở học tập ở dưới đây thì cái việc học tập của các em cũng đạt được cái kết quả rất là đáng tiến bộ. Đường có đường tránh ngập này, bà con nâng cấp lên, bà con đi lại rất thuận tiện và thuận lợi. Đến các cháu đi học và nhân dân đi làm rất thuận tiện. Từ lúc năm 2012 đến đây thì là anh em ở trong bản ấy, dân bản ấy là chết chôn ở đấy được gần chục người. Giờ chỗ đấy, trong nghĩa địa đấy là cao, không có nước chảy vào, là thoáng mát ở chỗ đấy. Và từ khi tái định cư Bảo Lây, nhà nước quy hoạch bãi nghĩa địa năm 2014 và rất thuận tiện cho người dân mất mát, anh em, bà con và chôn cất ở đây. Có thể nhận thấy việc chi trả đền bù tái định cư thủy điện Bản Chát trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã được thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, một số hộ dân vẫn có ý kiến kiến nghị khiếu kiện về vấn đề này. Ngày 23 tháng 6 năm 2014, trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã ban hành văn bản số 89 về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân tỉnh Lai Châu. Văn bản nêu rõ, qua tiếp dân và xem xét hồ sơ việc, trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước thấy Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo quyết định số 02 ngày 9 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2526 ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ là đúng với quy định của pháp luật. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và các cơ quan chức năng của địa phương căn cứ nội dung quyết định văn bản nêu trên để hướng dẫn, giải thích cho các công dân hiểu và chấp hành. Song, người dân các bản tái định cư trên địa bàn huyện cần cảnh giác với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúi dục những người dân nhẹ dạ cả tin để tham gia đòi chế độ đền bù di dân tái định cư thủy điện Bản Sát. Điển hình như tháng 11 năm 2016, Công an huyện Tân Uyên đã bắt đối tượng Lỗ Văn Dũng, sinh năm 1972, trú tại thành phố Yên Bái, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Ngày 5 tháng 5 năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Tân Uyên đã tuyên phạt bị cáo Lỗ Văn Dũng 2 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Anh Dũng trình bày rõ cho cơ quan điều tra việc cơ quan điều tra bắt giữ anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Báo cáo cơ quan điều tra, tôi bị cơ quan điều tra bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hộ dân tái định cư. Tôi thấy là đúng, tôi không thắc mắc gì, tôi không tra thán gì về việc đó. Thực sự tôi không hiểu biết gì về chế độ bồi thường tái định cư của hai huyện Tân Uyên và Tân Uyên.
Nhưng... Thế thì tại sao anh hành vi nhận và anh mạnh dạn hùng hồn nói với người dân là anh sẽ xin được tiền 100%? Đây là tôi nói bốc đồng bốc phét nên như thế để mọi người tin tưởng, thì ai có đưa hồ sơ thì cũng đưa kèm theo tiền. Từ đáy lòng xin lỗi từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh trở xuống đến lãnh đạo huyện Tân Nguyên, huyện Than Uyên. Còn việc mà lừa dối người dân để chiếm đoạt tiền thì tôi cũng xin lỗi lại một lần nữa, là mong tất cả toàn dân tái định cư và tất cả các cơ quan cán bộ công chức của hai huyện Tân Nguyên và Than Uyên, đặc biệt là các cơ quan pháp luật, có tấm lòng đại xá, tha thứ cho tôi, để cho tôi có được cái điều kiện mà làm ăn sinh sống. Qua những vấn đề mà nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận được, có thể nhận thấy việc chi trả đền bù tái định cư thủy điện Bản Chát, các công trình cơ sở hạ tầng tại các điểm tái định cư trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã được thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Các hộ dân tái định cư thủy điện Bản Chát cần tin tưởng vào việc thực hiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để không bị lợi dụng, kích động, lôi kéo khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư, tình cảm và đời sống kinh tế, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.